Ủa đồ ăn đâu rồi? Quậy nè, gà này quậy nè. Ơ kìa, hello mấy cháu, chạy đi đâu rồi thế? Này Bessie nè, Bessie quậy nha. Con bảy Úc nè, Bessie nè, con còn xám Bessie nè, bảy Úc nè. Ham ăn. Tụi gà khá là sợ gà lớn. Vì gà lớn thường hay mổ gà nhỏ. Nè mày nè, mày mổ nha. Con tụi gà đang ăn tiệc ở dưới này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ừ, đủ đám con. Khiều cái mông này, khiều cái mông này. Con tụi này cũng đang ăn đồ ăn. Rất là thích ăn luôn. Nhà kia thì đang sợ thức ăn có độc. Con tụi này thì quậy. Đây. Mập lắm luôn á, mập quậy lắm luôn này. Úi. Trời ơi, quậy quá. Con bự nó ghen tị á. Nó ghen tị đó bà con. Rất là ghen tị luôn. Ghen tị đúng không? Nè gà người ta thấy cưng, nói cưng, cưng thấy cưng. Ui. Bye bye.